chiều 13 tháng 11, thông tin với phóng viên, anh Lê Văn Hiện trú tại thôn Liên Tân, xã Phương Trung, Thanh Gai, Hà Nội, cho biết, con gái anh là Lê Thị Mai hiện đang học lớp 11, vẫn mất tích bí ẩn gần một ngày qua. Theo thông tin từ anh Hiện, vào khoảng 20 giờ ngày 12 tháng 11, cháu Lê Thị Mai trên đường đi học thêm về từ dốc Mộc đến chùa Linh Tự, thôn Tự Nguyên, xã Cao Dương vẫn mất tích bí ẩn. ngay sau khi con gái mất tích, gia đình anh hiện đi tìm ở nhiều nơi thì phát hiện chiếc xe của con ở ngay bên vệ đường nên nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương. Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cao Dương, Nguyễn Thanh Gai cho biết, vụ việc đã được cơ quan chức năng tiếp nhận, phía công an xã cũng đang phối hợp xác minh làm rõ.